và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Joker, chào mừng quay trở lại với 60 Second 60 giây. Lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với cái tựa game này. Mình nghĩ sơ sơ cũng phải cả tuần rồi nhỉ. Thì hôm nay quay trở lại với 60 giây, chúng ta có một thử thách hoàn toàn mới. Đó là thử thách mình và con vợ. Thì ở thử thách lần này các bạn bảo là mình chỉ được mang con vợ mình và cái bản thân mình xuống dưới hầm thôi. Thì để xem là thời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, mẹ chồng lôi thôi, mình sẽ đẻ ra cái thể loại gì. Trước khi bắt đầu video thì đừng quên để lại một like, subscribe channel mình nếu mà chưa subscribe. Và nếu tiếp tục muốn ủng hộ cái series này thì hãy đừng quên share video này, cũng như comment xem mình có nên làm tiếp không nha. Ok, cùng bắt đầu với 60 Second. Rồi, bắt đầu nhá. Rồi, trước mắt chúng ta có Mary Jane thì mình không quan tâm. Có thằng con ở kia, mình chỉ cần tìm con vợ thôi. Ok, con vợ đây này. Con vợ cùng với chai nước. Ok, đây là cái phòng tắm. Chúng ta có thể lấy con vợ này. Lấy bộ y tế này. Ok, bên này có khẩu súng này. Có cái mặt nạ và có súp, cái radio. Chúng ta phải lấy cái radio trước các bạn ạ. Chúng ta lấy cái radio trước này. Ok. Lấy cái... Rồi, tiếp tục. Quay sang này, quay sang này, quay sang này. Cút ra Mary Jane. Có cái vali đây luôn, lấy luôn. Lấy luôn, có cái đồ gì đây. Ok. Chính ra mình không nên làm như thế nhưng mà không sao. Rồi, phải nhớ con vợ các bạn ơi. Hộp y tế và con vợ. Ok, con vợ. Con vợ. Rồi, hai chỗ. Nào lại đây để trời đất dung hòa và sinh sôi nào. Đèn pin này. Rồi, bên này có nước. Thức ăn nữa. Rất nhiều đồ đây. Nhanh 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 nhanh, ta còn rất ít thời gian. Mình không biết là mình còn những cái thứ gì rồi nữa. Có bộ bài. Có ít nước. Ít quá. À, có quyển boycott. Có cái bản đồ nữa này. Ngon. Tiếp tục. Còn gì nữa? Còn này có gì không? Khẩu súng lấy đi. Đậu phộng. Rồi, nước. Yes. Chúng ta vẫn hoàn thành được. Sợ quá, không biết ta đang mang được xuống những cái gì nào. Oh man, căng thẳng vãi. Ok, xem nào. Đủ không nhá? Có radio, có nước, quyển boy scout, có thức ăn, băng y tế, ui, gần như đầy đủ các thứ các bạn ạ. Yes. Yes, tuyệt vời. Xem nào. Được rồi, trong vali chúng ta có thêm một cái ổ khóa, một ít đạn và một chai nước nữa. Tuyệt vời. Ok, mọi thứ đều ổn. Ổn, rất là ổn các bạn ạ. Chỉ có vợ và mình thôi. Chúng ta thiếu một thứ, đó là cái mặt nạ dưỡng khí. Mong là nó không ảnh hưởng quá nhiều chúng ta. Mặc dù mình biết đấy là một thứ rất là quan trọng. Ở đây nó nói là mình đang phải đối mặt với cái vấn đề với sức khỏe khi mà không ngủ được. Nhưng mình nghĩ không ngủ được chỉ có mệt thôi chứ không ốm được. Mà ốm thì sau đấy nó có thể chữa sau. Nên là chúng ta có thể bỏ qua cái vấn đề ngủ nghe nhỉ. Ok, chứ cả hai đứa đều mệt. Nhưng mà không sao hết. Bây giờ chỉ còn mình và Dory ở đây, tức là vợ mình. Thì vợ mình lại mệt quá, kiểu con gái kiểu chân yếu, tay mềm. Thế là không nghe được điện thoại ở phía vùng phóng xạ ngoài. Nên mình phải đi nghe điện thoại ngoài đấy. Ok, chắc là không sao đâu, không bị ốm biết gì đâu. Đi nghe điện thoại. Mình rất là háo hức để đi tìm cái cuộc điện thoại đấy, xem ai gọi, có thể là chính phủ, là người nào đó giải cứu mình. Nhưng thực ra đấy là một cái đoạn ghi âm cho cái quảng cáo nhãn hiệu súp cà chua. What? Tại sao lại ghi âm trong điện thoại đấy? Mình cũng không hiểu. Nhưng mà ok, ít ra thì mình không chết. Dory thì khát nước rồi, cho Dory uống nước. Ok. Và mọi thứ thì có vẻ là rất ổn, không ai bị thế nào hết. Có một thứ gì đấy nó nhìn về phía mình ở phía dưới góc cái lều này. Thì mình nghĩ là một con chuột. Hoặc ít nhất là mình mong là một con chuột vì nó rất là béo, rất là to. Thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là xử nó bằng rìu trước khi nó chén tất cả đồ ăn của chúng ta. Vậy hãy làm như vậy và mong là cái rìu đừng có hỏng. Mình cần cái rìu đấy để sau này có cái việc gì cần dùng. Cái gì vẫn ổn, mọi thứ đều ổn. Và con chuột đấy có vẻ là sẽ chết. Mình bắt đầu tự hỏi rằng bên ngoài kia cái thế giới diễn nhiễm phóng xạ rồi thì liệu có điều gì xảy ra không? Liệu con gì còn sống không? Hay còn liệu một người nào sống không? Vì vậy chúng ta nên bật radio lên để nghe Son FM, bản nhạc hàng đầu dành cho giới trẻ. Để xem là có ai còn sống ở đấy không. Và mong là cái radio đừng có hỏng. Ok, nó không hỏng. Và chúng ta bật cái radio lên an toàn. Tin mừng cho mình, Son FM vẫn đang phát bản nhạc hàng đầu dành cho giới trẻ. Top 40 đã lên sóng rồi kìa. Chúng tôi sẽ refresh cho các bạn trong ít phút nữa thôi. Nói đùa rồi, thực ra là chính phủ vẫn sống. Và họ thông báo rằng là những cái đống đổ nát, những cái chất hóa học từ bên ngoài đã tan biến mất rồi. Và bây giờ di chuyển lên cái mặt đất thì có vẻ sẽ khá là an toàn. Và chắc là không bị nhiễm bệnh nữa. Sau tất cả những gì xảy ra, cái cuộc chiến nguyên tử này xảy ra, thì còn một thứ vẫn còn tồn tại. Và nó cái bút điện thoại ở bên trên. Vậy thì lần này mình sẽ lại tiếp tục cử test đi lên để xem là cái bút điện thoại đấy nó đang có tiếng kêu xảy ra. Và liệu nó là cái tiếng gì hay là có ai gọi đến.
không ai bị thương cả, như vậy là điều rất là tốt đã xảy ra. Vậy để xem cuộc điện thoại nói về cái gì. Một cái nhóm người sinh tồn khác họ đang vẫn sống, họ gọi cho mình, họ bảo rằng là anh ơi, anh thì đang nói anh ơi anh, vừa nói câu anh ơi anh thì điện thoại bị mất sóng nên là mình chả biết là nó gọi thế làm gì. Nên là mình sẽ đợi mà nó gọi lại và để xem chuyện gì xảy ra. Thì như chính phủ thông báo ở lần trước đó là bên ngoài kia thì cái chất phóng xạ thì nó đã tan biến mất rồi và bây giờ có thể là khá an toàn đi lên. Vậy thì sẽ cử test đi lên để xem liệu có mang về thứ gì hay ho không. Tuy nhiên tiếng đục cửa các bạn ạ. Và có vẻ như một người đang muốn rất là van xin để muốn vào đây. Mình nên mở cửa không? Mở cửa. Để xem lần này có ai vào không. Mong là đừng giết ai. Không ai vào, không gì xảy ra. Hả? Thế người đập cửa để làm gì? Có vẻ như lũ trẻ con nó không mà ngừng đùa được khi mà cái thời điểm phóng xạ các thứ nó lan đầy người kia mà vẫn có đứa nó đập cửa nó trêu được. Nó đập phát nó chạy mất rồi. Nên là mình mở cửa chả có ai đấy cả. Shit. Rồi cho test ra ngoài và mang theo, mình không biết mang theo cái gì nữa. Nên mang theo cái gì nhỉ? Chắc là sẽ phải mang theo một cái gì đấy để, chắc là mang theo cái dìu thì sẽ hợp lý hơn để mang theo để còn tự vệ. Mặc dù là không có cái mặt nạ giữ khí nhưng mà phải mang theo thứ gì đấy để tự vệ. Mong là ông ta sẽ trở về, đừng để Rory một mình, Rory sẽ bị điên mất. Mặc dù là hiện giờ chúng ta vẫn có nước này, có thức ăn rồi, thế nhưng mà sớm muộn thì những thứ này cũng sẽ biến mất thôi. Và việc cần rất là khẩn thiết bây giờ là mình cần phải liên lạc với quân đội để mong là họ sẽ đưa mình về nơi an nghỉ cuối cùng, về nhà chồng. Nên là chúng ta sẽ bật radio lên là mong là chúng ta sẽ gọi được. Có thể radio các bạn ơi. Chính phủ bắt sóng các bạn ạ. Và họ bảo rằng là họ sẽ cử quân đội ở đây và giải cứu mình sớm thôi. Hãy cố gắng đợi ở đây thêm vài ngày nữa họ sẽ đến. Yes, mong họ sẽ đến sớm và mong là Tech sẽ kịp trở về. Nếu không thì mình cũng sẽ để Rory đi một mình đấy. Cái gì đấy? Con chuột à? Nhưng mà con chuột thường nhỏ hơn con mèo cơ mà. Mà sao lại con hai đuôi kia? What the heck? Chúng ta cần phải làm gì đó. Hãy dùng súng để xử nó đi. Không biết nó có thể loại chuột gì nữa. Tuyệt vời. Bắn chuột xong bây giờ là dùng súng bắn chuột xong rồi tuét cả nòng. Chả hiểu chuột kiểu gì bắn tuét cả nòng. Đúng là để con gái cầm vào súng là một tội ác của loài người các bạn ạ. Vừa có ai đó gõ cửa và chỉ có một mình Dory ở nhà các bạn ạ. Và có vẻ như là chuyện rất là tồi tệ. Nhưng mà ngay sau khi Dory mở cửa ra thì đấy là một nhóm những cái người già cầm ô. Nhưng mà không, họ không phải là những bà già bình thường đâu, mà là bà già gân. Họ đánh Dory bằng cái gậy này, gậy của chống gậy người già ấy. Ô này, rồi mấy thứ linh tinh mình không biết nữa. Và chúng ta cần phải làm gì đó để phòng thủ. Mình sẽ cần phải dùng khóa để khóa cửa lại. Ngay từ đầu mình là không nên mở ra. Tức là mình đã khóa rồi, mọi thứ đều ổn đúng không? Mình đã thoát được cái bọn bà già đấy. Trong lúc này đang bắt đầu quá bừa bộn và mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ. Thì trong khi sắp xếp lại mọi thứ mình tìm thấy một cánh cửa bí mật. Hãy xuống xem đấy là có cái gì trong cánh cửa đấy. Dùng đèn pin để soi em nào. Vì làm gì có súng nữa. Quét nòng mất rồi. Chẳng có gì trong cái phòng mật cả, thế là tốn thời gian. Đi xuống đấy và trả tiền cái gì. Ok, thoải mái thôi. Và Ted vẫn chưa trở về. Holy cow, chết tôi rồi. Ted ơi, anh đi đâu? Vừa nói dứt lời, không ốm luôn. Dìu mang về luôn. Căng đi Ted. Tất chất vãi trưởng. Không biết có mang về cái gì không nữa. Khi mình cần tìm nước thì nó mang về một đống đồ ăn. Trời ơi, bây giờ thừa thức ăn rồi. Nhưng mà thôi không sao. Có cũng được, không có cũng được. Mình đang mong nó mang về cái mặt nạ dưỡng khí, một cái gì đấy hiệu quả hơn. Nhưng mà thế thì cũng ok thôi. Cái giai đoạn này có một bạn đã nhắn tin cho mình trên Facebook bảo là cái giai đoạn này có một cái giai đoạn mà có một nhóm người ấy đến tìm mình và hẹn mình một buổi gặp mặt và nói chuyện. Thì cái nhóm người nó khả năng cao sẽ là người giải cứu mình sau này. Nên là mình nên đi để gặp nhóm người đấy. Vậy thì hãy cử Dory đi vì chắc là nó sẽ không làm gì đàn bà con gái đâu. Và thực ra tại... Có tiếng súng. Tiếng súng đấy mình không hiểu là nó có ý nghĩa gì đi. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là một nhóm người trang bị vũ khí. Nhưng mà họ thực sự rất là thân thiện. Chắc tiếng súng kiểu nó dọa mình cố tình ấy. Đấy thân thiện và mình gặp chuyện nói chuyện bình thường thôi. Và cuối cùng họ đưa mình trở về một cách rất an toàn. Ngày 20 rồi và có lẽ là đến lúc để cho Dory ra ngoài rồi. Chứ cứ để như thế này thì không sớm thì mọi chúng ta sẽ hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Thủ ăn và thức uống. Hôm nay mình gặp một nhóm người rất là kỳ lạ. Và họ đang bảo là họ đi tìm cái cúp đặc biệt. Và họ muốn một bản đồ của mình để xem là họ có tìm nó không. Thì ok, làm phúc phải không phải tội chứ. Mong là họ, ok họ trả lại bình thường, mọi thứ đều ổn. Tuyệt vời. Họ còn tặng cho mình cái bàn cờ kiểu coi như là quà cảm ơn. Tuyệt vời đấy, được thêm bàn cờ nữa. Làm phúc không phải tội, quá tuyệt vời. Thật sự là không biết cho Rory mang cái gì theo các bạn ạ. Tại vì là nếu mà mang cái như cái kiểu là cái dìu ra thì trong lều này sẽ không có gì để chống cự lại cái bọn mà đến để xâm chiếm nữa. Nên là chắc là chúng ta cho nó đi tay trắng rồi. Khi đi tay trắng, khi về trắng tay, mong là nó sẽ trở về được. Đừng có mang mỗi cái xác không về. Thực ra nó mang xác không về là ít ra nó còn sống. Mình sợ nó không về nữa ấy. Mình nhận được một tín hiệu nữa từ bên chính phủ. Họ nói rằng là tất cả những người dân hôm nay cần phải đi đến cái địa điểm mà họ đã đánh dấu trên bản đồ.
để mình có thể được giải cứu. Vậy thì hãy dùng bản đồ đi cái chỗ đấy và mong là họ sẽ đến giải cứu mình ngay bây giờ. Nhưng chắc là không đâu. Yeah, họ chưa đến đâu. Mình đến đấy và mình để tin nhắn vào một cái chai để mong những người giải cứu đến thì sẽ tìm được tin nhắn của mình, họ sẽ tìm đến chỗ mình để giải cứu mình. Thế là tốt, thức kiểu khá là khôn chứ nhỉ. Chào bị đùa. Wow, một con rắn to một con mèo và nó nhảy điệu lambada lắm bà già. Thích nhảy lambada. Yeah, mày cứ nhảy đi, tao dùng quyển sách đập nát đầu mày để xem mày còn nhảy nữa không. Dory trở về các bạn ơi. Không ốm luôn. Mặc dù là không thấy mang về cái gì nhưng mà bây giờ nó không ốm là tốt rồi. Mình không biết nó có mang về cái gì đặc biệt không, để xem nào. Mang về. Sao mày mang về lắm thức ăn đi? Ăn bao giờ cho nó hết rồi, xong mày nó uống. Đấy, nó mang về 4 can thức ăn, ăn bao giờ cho hết. Hôm nay mình đang ở đây rất là bình thường thì lại có nghe tiếng gõ cửa nữa các bạn ạ. Và mở cửa ra thì là một nhóm người đang sinh, những cái nhóm người sinh tồn khác giống mình. Họ đang cực kỳ là khổ sở, họ tất cả những gì họ muốn chỉ là một ít nước để uống, hoặc là một ít đồ ăn để ăn, hoặc là một ít thứ gì đó để có thể chữa trị bệnh. Và bây giờ thực sự là mình đang rất thừa nhiều đồ ăn nên là chúng ta cho họ ít đồ ăn đi nhá. Các bạn nhớ cái nhóm người mà hôm trước họ tìm mình, hẹn gặp mình cái buổi gặp mặt đấy không? Đấy, cái nhóm người trang bị vũ khí đấy. Họ đến đây tìm một lần nữa, họ bảo là tôi cần mượn cái bản đồ để tôi tìm một cái chỗ địa điểm an toàn và bí mật cho cái nhóm người của tôi ở. Và tôi hứa sẽ trả ơn. Ok, mình tin cái nhóm người đấy sẽ giúp mình mà. Vậy thì mình sẽ đưa họ mượn cái bản đồ, mong họ không lấy mất chứ. Yeah, vẫn ở đây, thế là tuyệt vời. Mình ghét nhất nhện, và trong cái lều này toàn nhện là nhện. Và kiểu cứ mỗi lần mình nhìn thấy nó lại thấy to hơn một tí. Ôi trời ơi, không biết còn to nào nữa. Hay dùng quyển sách đập nát đầu nó xem nó có chết được không. Đừng có biến thành người nhện được, hay cho nó cắn biến thành người nhện có vẻ hợp lý hơn. Không ai bị ốm, không ai nào cả, mọi thứ đều ổn, ok, thoải mái. Một con chim trúng hai đích các bạn ạ. No, what? Nhầm, một hòn đá trúng hai con chim. What? Nhầm, một mũi tên trúng hai đích. Sau trong khi đi tìm bọn nhện đấy và đập bọn nó thì mình tìm được một chai nước bỏ hoang và bỏ quên. Thế là mình có thêm một chai nước. Yes. Đến lúc cử người ấy tiếp rồi, nếu không thì chúng ta sẽ hết nước sớm thôi. Và mình cần phải thử test ra ngoài để mong là mang về hoặc là cái mặt nạ dưỡng khí này, hoặc là nước này, mình đang cần nhất hai thứ đấy, hoặc là một khẩu súng mới cũng được. Và đừng có chết. Hôm nay mình lại nhận được một tín hiệu từ bên quân đội các bạn ạ. Họ bảo là anh ơi, em chịu em chả cứu được anh sớm đâu. Mình bảo what the heck. Và không như thế nữa, con bảo mình là giao nộp hết tất cả vũ khí cho bố. Nhưng mà có khẩu súng thì bắn toé nòng bao giờ còn đâu nữa, còn gì đâu mà giao. Ô, có một người gõ cửa hôm nay và họ muốn đổi các bạn ạ. Họ muốn đổi cái bình xịt dán lấy cái bản đồ, hoặc là cái ổ khóa lấy cái vali. Bây giờ mình chả biết cái vali có tác dụng gì nhiều không, nhưng mà nếu mình đổi cái ổ khóa cái vali thì mình sẽ có thêm một đồ vật để phòng thủ cái căn lều này của mình. Mình sẽ đổi, tại vì cái vali mình không thấy mang để làm gì, không không hiểu mang để làm gì nữa. Ok, đổi xong rồi. Yes, mất cái vali nhưng mình thêm cái ổ khóa thì có thêm cái đồ để phòng thủ. Đôi lúc mình tự hỏi là không biết quyển sách boycott này còn sửa những cái gì nữa. Nó bảo là có thể chúng ta có thể sửa cái súng mà toé nòng rồi ấy, với quyển sách này. Chúng mày định cuốn sách vào cái đầu súng và cho nó đỡ toé à? Ok, mong là sửa được. Quyển sách này nhiều công dụng thế cả. Nào sửa được không? Test trở về, khẩu súng được sửa. Oh what the heck. Tại sao mà chuyện có thể tốt đẹp như này? Tốt đẹp như này không ổn. Nào mình cảm thấy điều gì rất xấu xảy ra. Ok, xem nó test mang về cái gì nào. Rồi, khẩu súng thì ổn rồi. Lại thêm súp nữa, thêm nước và thêm cái bình sán. Ôi trời ơi, còn không bị ốm. Khủng vãi trưởng, mọi thứ có vẻ mình không hiểu tại sao nữa nhưng mà mọi thứ có vẻ quá tuyệt vời so với mình bây giờ. Cái nhóm người mà hẹn ở cái buổi trại hôm trước ấy, họ quay trở lại đây và họ bảo là anh ơi, tuyệt vời, cảm ơn anh đã giúp em cho em đồ này, cho em bản đồ để em tìm địa chỉ nơi ở. Và bây giờ anh cho em một tí nữa được không? Cho em mượn quyển sách để em dạy bọn trẻ con học. Mình nghĩ là mình cũng nên cho, tại vì là nó dạy trẻ con mà, nên là cho nó mượn một tí chắc cũng không sao. Và mình khá tin tưởng bọn đấy, là mong nó sẽ không lấy của mình. Nó lấy luôn cuốn sách của mình rồi, bố thiên sứ luôn. Ôi, thế là mất cái quyển sách đáng yêu và rất là nhiều điều bí ẩn trong đấy, bao gồm cả việc cuốn vào ống súng để sửa súng. Thôi thôi, trẻ con là tương lai của đất nước nên là đầu tư tí, mong là sẽ nhận lại được cái gì đấy. Dory đang có những cái biểu hiện của chứng bệnh tự kỷ các bạn ạ. Và thế là chúng ta cần phải dùng thuốc xịt dán để xịt vào mồm nó cho nó tăng động. Mình không hiểu logic ở đâu. Tuyệt, tăng động quá rồi. Giờ hay lên cơn ốm rồi. Bài học rút ra ở cái game này đó là đừng bao giờ xịt thuốc xịt dán vào mặt người nhà của bạn. Thôi thì chắc là hy sinh cái băng cứu thương cho cái hộp đồ cứu thương cho con này, chứ còn nhân ốm nó chết cái test lại lên cơn điên các bạn ạ. Và chắc là lần này test có thể đi ra ngoài được rồi. Mình nghĩ thế, tại vì là
Ted được khỏe lại rồi nên là cho Ted đi ra ngoài, vừa đỡ tốn nước lại còn vừa có thể mang về cái thứ gì đấy hay ho. Rory khỏe lại rồi, mọi thứ đều ổn, ngoại trừ cái việc mất cái hộp cứu thương đi. Thì lần này hãy cho Ted cầm cái dìu đi ra ngoài, tại vì là mình có khẩu súng và có cái chìa khóa rồi nên là mình sẽ cố gắng bảo vệ được cái nơi này một thời gian ngắn ngắn. Hãy cho nó cầm cái dìu ra ngoài để tăng khả năng sống sót trở về. Và ngay sau khi mình cho nó mang cái dìu đi thì Dory nó bảo là: anh ơi, lần trước con gì cắn vào mông em, giờ em phải chặt nửa người đi cho đỡ bị lây nhiễm. Đấy, còn bây giờ mình không có dìu chặt giờ sao? Giờ nó lại ốm tiếp à? Mày đừng ốm, tao xin mày. Mày ơn. Ô, có một người khách đến và họ muốn đổi tiếp các bạn ạ. Họ muốn đổi một cái vali lấy cái bộ bài, hoặc là họ muốn đổi cái bình y tế lấy súng. Nếu mình đổi cho họ khẩu súng này thì mình sẽ chỉ còn một đồ để bảo vệ là khóa, nhưng mình có thể chữa bệnh được cho Dory. Hãy làm thế, mong là mình có thể chữa bệnh cho Dory, tại vì mình không muốn đứa nào chết bây giờ cả. Hãy đổi đi và Dory sẽ được chữa bệnh, như vậy là sẽ giúp chúng ta an toàn hơn một tí. Ok, hãy cho nó chữa bệnh nào. Tuyệt vời. Mình không biết là có quyết định đúng không nữa, nhưng mà làm rồi. Khoan đã, trước khi chữa bệnh cho Dory hình như có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Có cái lỗ hổng ở dưới này và mình ngửi thấy rất là nhiều mùi thum thủm. Tao ngửi thấy mùi gì đó. Chúng ta nên kiểm tra không? Ok, hãy kiểm tra xem là cái mùi thum thủm đến ở đâu ra. Ngay tiếng hắt xì rồi. Thế quái nào radio lại hỏng được? Cái từ quất được. Có một con động vật chân khớp quái đạn, quái vật, cái khỉ gió gì đó mình không biết cái loại gì. Nó chạy ra và sau đó nó đạp đổ cái radio của mình, sau đó nó chạy vào. Okay. Mày cứ sống thế đi động vật ạ. Ngu si vãi nổi. Cốc cốc. Có người nào đó đang gõ cửa và mình có nên mở cửa không? Đây có thể là điều tốt hoặc là điều xấu. Nếu may mắn thì mình có thể được giải cứu, và nếu không may mắn thì có thể bị bắn chết. Ok, hãy mở cửa xem là ai. Ô! Oh! Ted trở về, mọi thứ đều ổn. Để mình đọc xem cái gì xảy ra. Các bạn nhớ không? Cái nhóm người, tức là cả hai cái người anh em mà đã đến xin mình quyển sách này, xin mình cái bản đồ và gặp mình ở cái buổi hội trại đấy. Họ đến đây và họ bảo: cảm ơn các anh suốt thời gian vừa qua đã giúp bọn em. Và bây giờ bọn em đến để trả ơn các anh đây. Bọn em đã dựng xong cái trại rồi. Cái trại có trẻ con, có trường học, có đủ mọi thứ. Và bây giờ bọn em đến đón các anh đến đây để ở bọn em. Vậy tức là mình được giải cứu. Tuyệt vời. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng cái tựa game này. Không phải tin nổi, cuối cùng ta chiến thắng tựa game này. Oh my god. Yes. Giờ phút này cuối cùng đã đến. Cuối cùng thì mình cũng chiến thắng. Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi và chờ đợi bao nhiêu tuần, cả tháng trời chơi game này, cuối cùng đã chiến thắng lần đầu tiên trong đời các bạn ạ. Vậy thì nếu các bạn vẫn thích series này thì đừng quên để lại một like, subscribe cho đồng hình nếu mà chưa subscribe. Và hãy comment cái thử thách các bạn muốn mình đặt sang tập sau, mình vừa nhìn thấy cái đĩa bay bay quả. Ok, hãy comment thử thách các bạn muốn mình làm trong tập sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video sau. Mình là ZK. Bye bye.